Hello các anh chị, hello mọi người. Hôm nay mình là vào trễ một tí xíu nha, sorry mọi người nha. Hôm nay Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái ombre lại. Rồi có nhiều người hỏi Hiền làm thì Hiền hứa là Hiền sẽ làm lại. Với lại cái lý do làm là tại vì hôm nay cái giveaway đó mọi người, cái giveaway cũng có cái ly chat tặng phẩm, cái giveaway là một chai Deep Ombre Gel với lại một hũ bột ha. Thì chuyến rồi là có một người winners. Thì trong thời gian làm thì Hiền sẽ announce cái winners đó ha. Thì các anh chị lên, các anh chị share giùm Hiền cái livestream thì các anh chị sẽ có một cơ hội để trúng thưởng ha. Các anh chị càng share càng nhiều thì các anh chị sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều nha. Thì các anh chị share giúp Hiền với nhé. Thì hôm nay á là mình sẽ làm cái ombre gel này trên móng ngắn, và mình làm với color block. Cái mục đích mà Hiền muốn giới thiệu với các anh chị á là Hiền muốn cho các anh chị xem á là cái màu của công ty Lichat, cái nước, tất nhiên là cái nước sơn Perfect Match đó mọi người, là cái nước sơn này nè. Các anh chị nếu mà có xài thì các anh chị cũng biết. Hello team, hello Tiến Trần, hello mọi người. Thì các anh chị xài rồi thì các anh chị sẽ biết được là cái màu của nó rất là đẹp và nó không có bị kiểu như lỏng á. Thì mọi người sơn một lớp hai lớp thì cũng rất là đẹp luôn rồi, không cần phải sơn nhiều lớp. Ví dụ như những cái màu nude đó thì các anh chị sẽ thấy nó rất là đẹp và dễ sơn ha. Thì hôm nay thì mọi người share giùm Hiền cái livestream với nhé. Tại vì nếu mà các anh chị share thì các anh chị sẽ có cơ hội trúng thưởng, nhận được quà của công ty Lì Chat, tặng phẩm là các anh chị sẽ có cơ hội được trúng một cái chai Deep Ombre Gel này với lại một hũ bột. Thì các anh chị sẽ về làm. Cho nên cái mục đích Hiền làm hôm nay thì Hiền sẽ làm lại cái ombre này cho các anh chị xem, để mà khi các anh chị có trúng thưởng đó thì các anh chị sẽ về làm được. Hello Yancy Priest. Ok các anh chị ơi, thì cái livestream trên Facebook thì thường thường thì Hiền sẽ nói tiếng Việt, còn nói tiếng Anh là Hiền làm ở bên cái Instagram. Cho nên các anh chị nào mà chưa có subscribe cái kênh YouTube channel của Hiền á thì các anh chị subscribe đi, để mà khi mà các anh chị không xem được cái live này hay gì đó thì các anh chị vào đây xem có nhiều cái video khác nữa, là Nails Art Tutorial by Henry ha. Các anh chị là vào subscribe giúp dùm Hiền để mà có, các anh chị có thể xem được những cái video mà Hiền đã làm ở trên này rồi đó các anh chị ha. Đó là Nails Art Tutorial by Henry ha. Thì hôm nay thì Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái mẫu color block này rất là dễ luôn, và cách làm thì rất là đơn giản. Ok, thì các anh chị share giùm Hiền với nhé. Share thì các anh chị share càng nhiều thì các anh chị sẽ có cái cơ hội trúng thưởng cái món quà giveaway hôm nay. Và Hiền trong thời gian đó thì Hiền sẽ announce cái winners của mấy tuần trước, của tuần trước luôn, là trúng được collection của Juicy Vibes ha. Rồi thì lần này các anh chị sẽ trúng được một cái chai drip ombre và một cái hũ bột như vậy. Thì tất nhiên là mỗi tuần mình đều có trúng thưởng nha mọi người, chứ không phải là một lần không. Thì các anh chị tranh thủ mà vào xem cái like của Hiền á, để được vừa xem vừa trò chuyện rồi được tặng phẩm nữa ha mọi người ha. Rồi bây giờ thì Hiền đợi các anh chị vào xem một tí xíu nữa thì Hiền sẽ bắt đầu Hiền hướng dẫn các anh chị. Cái móng này nó rất là ngắn luôn nha các anh chị nha. Cái móng mà ombre này nè, cái ombre này Hiền làm rất là ngắn luôn đó, thì khoảng từ cái ngón tay này tới đây đó. Mà các anh chị làm được perfect như vậy thì tại vì nếu mà thường thường á, cái này là không có làm bằng gel nha, không có làm bằng bột nha các anh chị đó. Thì mọi người vào xem và share giúp Hiền cái livestream với ạ, để mà các anh chị khác có cơ hội được thấy đó. Hello chị Thúy, khỏe không? Để các anh chị thấy có cơ hội được xem với. Và nếu mà các anh chị share thì các anh chị có cơ hội trúng thưởng ha. Thì mọi người share giúp Hiền với, để Hiền hạ cái này xuống tí xíu cho mọi người xem nha. Cái màu á, cái màu nha mọi người, cái màu của công ty Lichat rất là đẹp luôn. Thì các anh chị nào đã xài rồi thì các anh chị đã biết qua ha. Rồi Hiền sẽ cho các anh chị xem nha. Đây nè, cái màu rất là đẹp luôn, thấy không các anh chị? Hả? Rồi, mình xong màu khác nha. Các anh chị ơi, các anh chị share giúp Hiền cái livestream với nhé. Đó, màu đẹp không? Bây giờ thì Hiền sẽ
Hiền sẽ để cái màu ra nè các anh chị nha. Hiền để cái màu ra đây, để một tí xíu cho nó đặt đặt lại tí xíu đó, để Hiền vẽ cái mẫu cho các anh chị xem. Cái này là cái mẫu nãy Hiền đã để ra, tại Hiền làm ở bên cái màu này, là cái màu Hiền đang để ra màu vàng này là 201, perfect match số 201 nha. Màu hồng này là số 200, màu hồng là số 200, rồi cái màu xanh này là số 199, màu xanh là số 199 nha cả nhà. Rồi màu green là số 196. 196 nha cả nhà. Các anh chị nhớ share giùm mình cái livestream với nhé. Hello Wendy Jackson. Mọi người khỏe không? Các anh chị mở tiệm lại làm nail ok không? Rồi bây giờ mình để ra một bên đây đi ha. Rồi bây giờ Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái ombre trước nha. Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái ombre trước ha. Thì cái ombre này làm như thế nào? Thì các anh chị sẽ cần có những gì để làm ombre? Hello chị Linh, khỏe không chị? Chị Linh đẹp, chị Linh xinh đẹp. Rồi, trước tiên các anh chị muốn làm cái ombre thì các anh chị có cái ombre giống cái hình mà hiện đang làm, thì các anh chị sẽ có cái màu trắng. Còn nếu anh chị muốn làm cái màu nude ở dưới hay là tất cả những cái màu nào khác cũng được. Nhưng mà nếu mà các anh chị làm cái màu ở dưới á, thì nó phải... hello chị Tina, hello chị Ly Thái. Hello chị. Ok, nếu mà các anh chị muốn làm cái màu background á, thì các anh chị làm màu nhạt. Các anh chị nhúng vào màu đậm sẽ ra cái ombre rất là đẹp ha. Rồi bây giờ trước tiên á, thì Hiền sẽ xài cái màu trắng nha. Hiền xài màu trắng nha các anh chị. Hello Tiffany Nguyễn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái màu trắng. Ok, mình sơn cái màu trắng một lớp. Màu trắng của Perfect Match là Hiền xài số 7 nha mọi người. Hello Nhung Võ, khỏe không em? Dạo này mọi người làm có khách không mọi người? Tiệm Hiền cũng chậm quá, làm vừa đủ thôi. Rồi mình sơn cái màu trắng một lớp nha mọi người. Một lớp trước, rồi mình khuya vào đèn 30 giây ha. Bắt màu trắng trước và khuya vào đèn 30 giây. Rồi. Hello chị Sarah. Ok, trong thời gian này thì Hiền sẽ announce cái người winners, đó là chị Tina Trần. Rất là may mắn chị Tina mới vô luôn. Chị Tina ơi, chị đã trúng cái giveaway của tuần trước đó. Thì chị làm ơn chị nhắn vô cho em, hoặc là chị nhắn vô lịch chat cái địa chỉ shipping của chị giùm em nha. Ủa chị Ly Thái, chị bị đóng cửa lần hai luôn rồi hả? How sad, oh my gosh. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái lớp trắng thứ hai nha mọi người. Chị Tina ơi, chị Tina trúng thưởng rồi, em chúc mừng chị. Chị làm ơn chị cho em xin cái địa chỉ của chị nha, để mà lịch chat shipping cho chị nha chị Tina. Rồi bây giờ mình làm cái lớp thứ hai nha mọi người, xong mình clear 30 giây. À, mọi người ơi, mọi người share giúp Hiền cái livestream để mọi người có cơ hội trúng thưởng nha. Cái giveaway lần này á, là mọi người sẽ nhận được cái chai ombre dip gel và một khủ bột. Là Hiền đang chuẩn bị làm cái mẫu này cho các anh chị xem đây. Thì các anh chị sẽ có cơ hội trúng. Thấy lo chị Tâm Huỳnh, chị Ly Thái ơi, đóng cửa như vậy rồi sao chị? Nhưng mà em thấy đóng cửa cho an toàn trước đi đúng không chị? Hello chị Jackie. Rồi bây giờ khi mà mình clear lần thứ hai xong rồi đó anh chị, là cái lớp này là cái lớp màu trắng, lớp trắng lần thứ hai rồi nha. Thì Hiền sẽ lấy cái màu ombre gel, cái chai dip ombre gel này ha, và mình sẽ sơn lên giống như cái top coat và mình clear. Thì các anh chị ơi, Hiền đang xài cái đèn để mình Hiền clear, đó là cái đèn của Lichat, cái đèn mới của Lichat gọi là In Clear Lamp. Thì tất cả các loại đèn mà các anh chị có xài đèn của Lichat đó, thì các anh chị nếu như mà các anh chị màu làm ombre màu màu pastel giống như Hiền đang làm á, thì các anh chị có thể clear từ 30 second tới 40 second. Còn nếu mà các anh chị làm những cái màu đậm, màu tối á, giống như màu đỏ đậm hay màu xanh đậm hay màu đen á, thì các anh chị khuya từ 1 phút cho em nha, để cho nó đừng có lấy cái màu nó bị ngấn ha. Rồi nếu như mà các anh chị muốn ombre ví dụ như màu xanh nhạt với màu xanh đậm, thì các anh chị sơn gel màu xanh nhạt trước rồi các anh chị nhúng vào màu xanh đậm, thì nó sẽ ra cái ombre như thế này ha. Chứ các chị đừng có sơn màu đậm trước rồi nhúng màu nhúng vào màu nhạt thì nó không ra. Hello anh Đạt, hôm nay anh Đạt vào xem livestream của em luôn ha.
Rồi bây giờ mọi người ơi, mình xong cái lớp này thì sẽ cho thêm 10 giây nữa. Thì các anh chị muốn xem màu nào nè? Các anh chị muốn xem màu xanh, màu vàng hay màu coral? Nhưng mà các anh chị, nếu như mà các anh chị mà dip vào đó mà nó chưa có lên màu thì các anh chị cứ thử cái đèn nha. À, chị Loan Thanh Nguyễn ơi, chai dip này chị có thể mua trên cái website của lichatnails.com nha chị. Cái website lichatnails.com, chị vào đây. Chị vào cái website này nè chị, lichatnails.com, để các anh chị có thể mua những cái sản phẩm Hiền đang làm ha. Rồi bây giờ cái lớp xong rồi ha, thì Hiền sẽ làm màu xanh, cái màu sáng đây cho các anh chị xem nha. Bây giờ Hiền xong cái lớp drip rồi ha, thì bắt đầu Hiền sẽ cầm cái chai như thế này nè, cái hũ bột nha, Hiền nhúng vào nha các anh chị, đừng có nhúng ngón tay nhiều, mà cầm hũ bột đánh lên nha mọi người. Đánh, các anh chị đánh thật chậm cho Hiền thôi nha, đừng có đánh nhanh quá ha, chậm thôi nè, Hiền làm rất là chậm. Màu xanh nè, rồi bây giờ Hiền làm, Hiền để màu xanh hơn nửa ngón luôn nè mọi người. Mọi người thấy không, Hiền làm hơn nửa ngón luôn nha. Rồi thì mình cứ tiếp tục mình dip một vài lần vào như vậy đó, thì các anh chị sẽ được cái màu rất là đẹp. Đừng có phải mình dip cho một lần gì là xong đâu mọi người, mình dip vào một vài lần như thế này nè. Đó, mình dip vào một vài lần ha. Xong rồi các anh chị xài cái cây chổi, cái cây chổi quét bụi của công ty Lichat luôn nha. Tại vì cái cây chổi này á, nó rất là mềm nha các anh chị, cho nên khi mà mình quét bụi á, nó không có đi. Các anh chị thấy không, khi mà Hiền quét xuống nè, thì nó sẽ cho các anh chị cái màu ombre rất là đẹp luôn, đúng không? Đó, thì nếu mà các anh chị cảm thấy cái màu này nó hơi nhạt, các anh chị đừng lo lắng, cứ sơn vào một cái lần thứ hai của cái top coat nữa nha. Sơn một lần thứ hai đi, rồi mình khi vào đèn 30 giây nữa để mình làm lại cái lớp thứ hai, thì nó sẽ cho các anh chị cái ombre rất là đẹp luôn ha. Đó, Hiền sơn lớp thứ hai lên này các anh chị, rồi Hiền cho vào đèn Hiền khuya nha, Hiền khuya tiếp tục 30 giây hoặc là 40 giây đó. Thì cái mẫu mà Hiền vẽ color block này nè mọi người, là Hiền vẽ bằng cái màu của nước sơn Perfect Match luôn, chứ không phải là cái gel pen nha. Cho nên là mình vẽ từ từ thôi, mình không có cần nhiều cái gel pen đó. Nếu mà các anh chị có mua mua gel pen thì good, còn nếu mà anh chị đã xài cái màu của Lichat luôn rồi thì các anh chị có thể vẽ luôn, không cần phải mua màu ha các anh chị ha. Rồi bây giờ Hiền Hiện đã khi xong 30 giây á, thì Hiền sẽ nhúng vào cái ombre thứ hai nè mọi người. Ok, thì các anh chị cứ làm từ từ thôi nè, cái màu đúng không, thì cứ mình cứ dip vào nha các anh chị thấy rõ không ạ? Dip vào nha, dip vào nè, từ từ thôi, các anh chị cứ đi qua pass nửa cái ngón nail ha, pass qua nửa cái ngón như thế nè các anh chị. Ok, rồi bắt đầu mình dip từ từ, dip chứ cái đầu tip á, cái đầu móng á, thì các anh chị sẽ lấy được cái ombre rất là đẹp. Ok, đi từ từ vào. Rồi bây giờ Hiền sẽ xài cái chổi này nha các anh chị. Cái cây chổi này nè ha. Rồi quét nhẹ xuống. Quét nhẹ xuống nha các anh chị. Thì bây giờ các anh chị sẽ ra cái ombre nha. Đó, rồi bây giờ bắt đầu Hiền sẽ bỏ cái top coat nha. Hello Sarita. Rồi mọi người ơi, Hiền đã xong cái ombre màu xanh. Hiền sẽ khi vào đèn 30 giây. Hello Trương Uyên Phương. Hello Michelle. Hello mọi người. Mọi người vào xem, mọi người share giúp Hiền cái livestream nha, để mọi người có cơ hội trúng thưởng cái giveaway của công ty Lichat nha. À, cái giveaway là một chai dip top coat và một cái hũ bột nha mọi người nha. Rồi bây giờ Hiền sẽ, các anh chị mà nào vào mới xào xem sao đó, Hiền sẽ làm lại một lần nữa cho các anh chị xem nha. Đó. You love those, huh? Dạ đẹp lắm chị Tina. Bây giờ Hiền sẽ làm một cái lần thứ hai cho các anh chị xem về cái dip ombre, rồi bắt đầu mình qua mình vẽ tới cái color blocks nha mọi người. Màu neon đẹp hả chị? Chị Tina là người trúng thưởng ha, cho nên chị Tina ơi, chị Tina làm ơn cho em xin cái địa chỉ của chị nha, để em ship cái hàng trúng thưởng tới cho chị nha. Ok, bây giờ Hiền đang sơn màu trắng nha cả nhà. Hiền đang sơn màu trắng. Cả nhà ơi, cái màu trắng rất là đẹp luôn, Hiền sơn một lớp vẫn đẹp nha mọi người. Nè, các anh chị xem một lớp nha, đẹp cực kỳ, không có bị lõm lòi màu đen rồi ha. Rồi bây giờ Hiền cho vào đèn Hiền khuya 30 giây. Rồi bây giờ Hiền sẽ làm tới màu vàng cho các anh chị xem nha. Hiền làm màu vàng ha. Màu vàng nữa mọi người, màu vàng rất rất là đẹp luôn nha mọi người. Dạ. Ok, mình làm 30 giây xong. Các anh chị thấy mà cái màu trắng mà sơn đẹp rồi, các anh chị cũng không cần phải sơn hai lớp làm gì đâu, màu trắng cũng rất là đẹp luôn. Sao chị không được trúng thưởng? À, chị Linh sẽ được trúng thưởng em luôn, em bay qua em làm nail cho chị Linh. Chị Linh chịu không? Đây là mọi người, cái ombre xong này là mọi người thấy đẹp không ạ?
Dễ làm đúng không mọi người? Đâu có khó đâu. Quá đẹp luôn. Rồi bây giờ cái lớp đầu xong ha, thì Hiền sẽ cho vào, Hiền sẽ cho cái chai drip ombre nha mọi người. Sơn drip ombre gel lên ha. Drip ombre gel nha. Rồi mình khi khoảng 40 giây đi mọi người. 30 tới 40 giây đi ha. 40 giây các anh chị nếu mà làm cái lớp đầu tiên mà cảm thấy nó chưa có đẹp á, đừng có lo, mình sơn lên một lớp nữa để mình khia lại, mình khia lại xong rồi mình tiếp lần thứ hai nó sẽ ra rất là đẹp luôn đó mọi người. Hello Jessica Đinh, hello mọi người vào xem, mọi người share giúp Hiền cái livestream nhé, để mà khi mà các chịu liền mà bữa nay đẹp quá, đẹp hả chị Linh ha. Dạ. À, các anh chị vào xem á, các anh chị sẽ share giùm Hiền, các anh chị sẽ có cơ hội trúng thưởng nha các anh chị. Trúng được một cái chai Deep Ombre Gel và một cái hũ bột ha. Deep Ombre Gel, sorry Hiền đưa lộn. Chai Deep Ombre Gel này nha mọi người. Rồi bây giờ Hiền xong cái 30 giây, Hiền cho nó thêm 10 giây nữa đi. 10 giây nha. Rồi Hiền sẽ làm màu vàng cho các anh chị xem. Hello Tim Trần, hello Ngân Lê. Mọi người ơi, share giúp Hiền cái livestream với nhé, để các anh chị có cơ hội trúng thưởng nhé. Rồi bây giờ mình xong khoảng 40 giây ha. Mọi người bắt đầu mình sẽ làm cái Deep Ombre nè. Cái màu trắng này các anh chị xong ha. Các anh chị, ok, rồi bây giờ mình sẽ dip nè. Dip nha mọi người, chậm thôi. Đừng làm nhanh quá, mình dip có khoảng hơn rồi cái ngón. Thì những cái màu vàng này á, cái lớp đầu tiên á mình sẽ khó thấy nha mọi người. Khó thấy ha. Rồi bây giờ mình cứ đi từ từ nè. Các anh chị đi từ từ chi, để cho cái bột á nó ngấm vào cái gel, cái màu á, để cho nó nhìn nhìn thấy nó sáng ha. Rồi bây giờ cái lớp đầu tiên thì sẽ phủi. Nhớ các anh chị nhớ phủi bụi xuống nha. Các anh chị không phủ bụi thì sẽ bị dính, khi mà các anh chị bỏ top coat sẽ bị dính vào nha. Rồi bây giờ cái lớp đầu tiên rồi ha. Nếu mà các anh chị muốn đậm hơn nữa nha, thì mình sẽ cho cái lớp top ombre, cái dip ombre gel lên lần thứ hai. Ok. Cái dip ombre gel lên lần thứ hai nha các anh chị. Đó các anh chị thấy không? Thậm chí các anh chị làm cái đơn giản gì cũng đẹp luôn ha. Rồi bây giờ mình cho vào đây mình phơi 30 giây. Không, không có trúng W6. Thích màu vàng hả chị Linh? Mai mốt em hứa là sẽ làm cho chị Linh một bộ màu vàng nha. Rồi. Bây giờ mình phơi lớp thứ hai xong mình sẽ dip lần thứ hai. Đó, thì đây là những cái màu mà của cái chai nước sơn nha mọi người, chứ không phải là cái pen gel nha. Chai nước sơn là giống như chai này nè mọi người. Đó. Là Hiền Hiền để ra ngoài như vậy để một tí xíu để Hiền vẽ những cái color block như thế này cho nó đẹp đó mọi người. Hiền cho thêm 10 giây nữa nha. Mọi người share giúp Hiền cái livestream để có cơ hội trúng thưởng nhé. À, lần này thì chúc mừng chị Tina đã trúng thưởng. À, lần sau thì không biết cái vị nào, các anh chị nào may mắn đây thì các anh chị nhớ share giúp Hiền nhé. X6 màu vàng luôn ha. Ok. Rồi bây giờ mình xong, bắt đầu Hiền sẽ tiếp lần thứ hai nè mọi người. Khi mà Hiền drip lần thứ hai á thì mọi người sẽ thấy cái màu vàng rất là đẹp luôn cả nhà nha. Mình vẫn drip lên trên khỏi ngón luôn nha mọi người, qua khỏi cái lon thứ hai. Các anh chị mà drip lần thứ nhất á không đẹp á đừng có sợ, cứ drip lần thứ hai cho Hiền nha, rồi là sẽ đẹp liền luôn đây nè. Xong rồi các anh chị xài cái chổi này nhé, các anh chị quét nhẹ xuống đó. Bây giờ các anh chị thấy nó đẹp chưa, rất là đẹp luôn ha. Rồi bây giờ Hiền sẽ bỏ top coat. Hiền để cái top coat này luôn đi, mát đi ha. Để cái top coat mát cho các anh chị ra sẽ nhìn cái màu chuẩn hơn. Tại vì để cái gloss á, nhiều khi nó bị sáng chói quá các anh chị không thấy được á. Ok. Đây các anh chị, đó. Rồi bây giờ Hiền sẽ cho vào Hiền kia để mà nó khô xong Hiền sẽ đem ra cho các anh chị xem. Ok. Hello Tuấn, nãy giờ mới vào hả? Tuấn ơi, share livestream nha, để có cơ hội trúng thưởng nha. Ok, cái màu xanh với màu vàng đó là Hiền làm, đó là cái dipping powder số 256 và số 118 nha các anh chị. Rồi cái màu peach này á, cái màu peach này á là Hiền làm số 269 nha, bột số 269 nha. Cái bột này vừa đắp vừa dip và vừa làm gel được luôn nha các anh chị. Bột của Lichat Twin One nha các anh chị. Rồi. Xong ha, xong cái một ombre, mình làm xong cái ombre cho móng ngắn rồi để các anh chị ơi. Ombre đẹp tuyệt vời luôn nha mọi người. Đó, ombre móng ngắn đẹp tuyệt vời, rất dễ làm luôn nha. Các anh chị ơi, nếu mà các anh chị chưa có subscribe cái kênh YouTube channel của Hiền á, các anh chị subscribe nha.
cái kênh YouTube là Nails Art Tutorial by Henry đó. Thì nếu mà các anh chị không xem được cái livestream này hoặc là xem những cái mẫu khác, các anh chị vào đây subscribe cái kênh YouTube này để các anh chị xem được những cái mẫu hiền vẽ trên này ha. Đây nha các anh chị. Rồi, cái này là Hiền xong cái màu ombre nha. Bây giờ Hiền sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái màu color block mà mình using cái màu của Lichat nè các anh chị. Đó, using cái màu của Lichat luôn chứ không phải là gel pen nha. Rồi, bây giờ trước tiên á là Hiền sẽ sơn cái màu trắng. Ok. Hiền sẽ sơn cái màu trắng lên. Cho màu trắng là màu số 7 của Perfect Match nha mọi người. Hiền xài màu trắng số 7 của công ty Lichat. Và Perfect Mask số 7. Ok, số 7. Sơn một lớp thôi. Tại vì mình sơn để mình lấy cái màu neon nó bright ra thôi nha. Rồi một lớp đầu tiên ha. Rất là đẹp luôn ha mọi người thấy không? Nó không có bị loang đen hay là gì hết. Wendy ơi, Wendy có thể xài bất cứ cái loại liquid nào, tùy cái cách mình lấy liquid nhiều ít để mà cái bột nó đủ nước thôi ha. Thì thường là Hiền xài liquid của Lichat cũng có, Hiền xài liquid ở chỗ tiệm B&K cũng có. BK là cái tiệm BK Nail ở Mississauga đó mọi người. Hiền xài BK bột. Cái liquid thật sự mà nói Hiền xài, Hiền 15 năm nay Hiền đắp bột ở tiệm của Hiền á, là Hiền xài liquid chỗ B&K không luôn đó. Dạ, một lần Hiền mua là hả khoảng 10 gallon đó, để Hiền về để Hiền dành Hiền đắp á. Ok, rồi bây giờ xong lớp này thì Hiền muốn vẽ cái này á, tại vì khi mà Hiền vẽ đó thì Hiền muốn cho cái lằn nó đừng có chảy á, thì Hiền lấy cái chai Deep Ombre này Hiền xài luôn giống như cái matte top coat gì đó mọi người, để Hiền vẽ luôn nó không có bị chảy ha, không bị chảy màu ha. Rồi 30 giây nữa nha mọi người, 30 giây nữa. Dạ, em vẽ cái em đang chuẩn bị vẽ cái mẫu này nè chị Chi nè, vẽ cái mẫu giống như color blocks này nè chị. Dạ, mấy cái mẫu này nè, nhìn nó đơn giản lắm, dễ vẽ lắm chị. Trước tiên á là các anh chị chọn màu trước đi. Các anh chị chọn màu trước xong các anh chị để màu ra như vậy để cho cái màu nó khô khô lại tí xíu. Sorry này, để Hiền quay cái này cho các anh chị thấy. Đó, để cho nó khô. Và Hiền xài cái cọ số 4 của Lichat nha. Cọ số 4. Nha. Rồi bây giờ xong rồi bắt đầu hiện tiến hành hiện outline nha. Hiện outline cái này hiện cho nó thành một cái dòng cong trước ha. À, đi một cái dòng cong trước nha mọi người. Rồi. Như vậy bắt đầu hiện sẽ cho nó vào đẹp lại. Cho nó thẳng cái lằn nha mọi người, đừng có cho nó bị dính dính ở ngoài á. Khi mà mình vẽ vào nó lại không đẹp nha. Thấy không ạ? Các anh chị thấy không ạ? Ups, bị loạn cái tay rồi. Đó, cho nó to cái lằn ra trước nha. To cái lằn ra trước đi. Ok. Cái gel này là Hiền đang xài cái màu số 30 nha mọi người. Cái màu gel sơn luôn đó, không có phải là gel pen đâu nha. Rồi cái màu này á, Hiền sẽ cho nó đậm lên nữa nha mọi người. Bây giờ Hiền cái này Hiền đi cho nó đậm lên đây. Cái lằn này nè, mình cho nó tròn vô thì nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Các anh chị vào xem, các anh chị share giúp Hiền cái livestream nhé. Share để mà các anh chị có cơ hội trúng thưởng. Công ty Lichat giveaway cái products đó. Các anh chị share nha. Tại vì phải có share thì các anh chị mới được qualify trúng thưởng ha. Rồi, Hiền làm cho cái này xong trước vậy. Xong Hiền sẽ cho vào Hiền Cure. Hiền Cure khoảng 15 giây thôi nha mọi người. Cure 15 giây ha. Các anh chị ơi, cái cây cọ bây giờ nó là màu đen. Cái dính màu đen rồi. Thì nếu mà các anh chị muốn rửa cái cọ đó, các anh chị lấy cái chai gel này nè, các anh chị nhúng vào, để vào đây một giọt thôi. Rửa như vậy thì nó sẽ hết cái gel màu nha. Hiền cho cái cọ nè ha, màu đen ha. Hiền để vào đây Hiền rửa cọ nè. Đừng có rửa bằng acetone hay là cái gì nó hư cọ của mình nha, nó không còn mịn nữa nha. Tại cọ mình vẽ gel á.
Đó, các anh chị thấy không? Bây giờ cái cọ của mình nó hết luôn, không còn dính màu đen nữa ha các anh chị. Rồi, xong ha. Hiền sẽ bắt đầu Hiền vẽ. Hiền vẽ cái tiếp theo. Bây giờ Hiền cho cái này là màu hồng đi, cho nó nổi bật lên nha. Màu hồng này là Hiền xài Perfect Matte số 200 nha các anh chị. Màu hồng Perfect Matte số 200 nha. Các anh chị thấy không, Hiền để cái màu hồng vào nó không có bị loang nước 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 như là những cái pigment của những cái loại gel khác nha các anh chị. Cho nên Hiền không cần phải mua pen gel gì nhiều để Hiền xài đâu nha. Dĩ nhiên có những cái loại design mình phải làm, nhưng mà các anh chị thấy không, đó nè, cái màu hồng để vào nó không chạy luôn nha, nó không loang ra ngoài vô màu đen luôn, các anh chị thấy không, đâu nó nằm cái shape đâu rõ ràng ở đó luôn, các anh chị thấy rõ không ạ? À, dùng alcohol cũng được chị Tina, nhưng mà nó không bằng mình rửa bằng cái gel, nó sẽ đẹp hơn nha chị. Đó, các anh chị thấy không, cái màu là màu này nè các anh chị, màu Perfect Matte số 200, thì cái pigment nó rất là đẹp. Hiện để đây nãy giờ nó cũng không loang chảy ra ngoài luôn, các anh chị thấy không, rất là chuẩn luôn ha. Rồi bắt đầu mình sẽ cho vào đèn mình khia nha, mình khia. Các anh chị share giúp Hiền với nhé, để các anh chị có cơ hội trúng thưởng nhé. Rồi bắt đầu Hiền sẽ rửa cây cọ tiếp nhé, rửa cây cọ tiếp nha các anh chị. Rồi xong bắt đầu mình sẽ lấy những cái màu khác mình làm thêm nha. Nè các anh chị thấy không, Hiền để ngoài cái pigment nó đẹp như vậy để mà Hiền vẽ nó không có bị chảy ha. Rồi bây giờ Hiền sẽ vẽ tiếp là màu vàng nha các anh chị. Cái color block thì các anh chị cứ vẽ theo cái hướng nào mà mình cảm thấy mình sáng tạo đẹp á. Nhất là mùa hè này á, khách nó lại thích những cái này nè các anh chị. Đó, các anh chị cứ cho cái này vào nhé. Các anh chị thấy không, Hiền đi một lần nó ra cái màu rồi, chứ nó không có bị kiểu như là mà Hiền cho nó sát vào trong cái lằn luôn mà nó vẫn không rinh vào trong nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy rõ ràng là Hiền vẽ nè. Đó, thấy không? Đó, cho nó đi nè. Nó rất là đẹp luôn, cái pigment đó mọi người. Đẹp quá ha Yến. Rồi, bây giờ nè, mình cho vào đèn mình khia tiếp nha mọi người. Màu sắc sặc sỡ, em thích màu sắc sặc sỡ. Hello Richard, khỏe không em? Richard làm nail cũng đẹp lắm đó nha mọi người. Hello anh Hoàng Nguyễn, hello chị Ly Lì, hello Nguyệt Nguyễn, hello Anna, hello Lydia Vũ Đào, hello Misha Nguyễn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm cái tiếp theo nha. Mọi người làm từ từ thôi, không có cần phải làm vội quá. Em được trúng thưởng không anh Hiền? Thích màu vàng đó quá, màu màu vàng là 201 nha Tuấn. Màu vàng là blazing sun, trời đẹp lắm luôn đó. Màu vàng đây nè mọi người. Màu vàng Hiền mới chuẩn bị, Hiền làm cái mẫu design nè, màu vàng nè mọi người. Đẹp cực đẹp luôn, màu vàng này mà sơn đi biển là đẹp lắm luôn á. Sơn cho mọi người đi biển là đẹp lắm luôn á. Trên này được trúng Hiền nha trên này. Anh vẽ đẹp quá hả? Thank you Richard. Màu vàng nè mọi người ơi, màu vàng này là số 201 nha. Đẹp lắm. Màu vàng đây. Tên là Blazing Sun. Rồi bây giờ mình xong cái này ha. Các anh chị đi nhẹ nhàng thôi nha. Bây giờ Hiền đi tới màu xanh nha. Màu xanh này có Hiền để đâu? Hiền để kế bên màu vàng đi. Cây cọ số 4 của công ty Lichat luôn nha mọi người. Tất cả những sản phẩm Hiền làm là đều từ công ty Lichat nha mọi người. Thì mình cứ cho nó từ từ vào như vậy để mình kết hợp màu sắc vô cho nó đẹp đi rồi. Mình chia nó ra. Các anh chị thấy không nè, Hiền đi một cái mảng màu rất là to luôn á, mà nó vẫn không bị loang chảy mọi người thấy không ạ? À, không bị loang chảy đâu nha mọi người, và nó không bị lem vào với nhau luôn đó. Hiền đi rất là cận những cái màu với nhau luôn mà nó không bị loang, nó đẹp luôn lắm luôn á mọi người. Rồi bây giờ Hiền xong cái này ha, Hiền sẽ cho vào đèn Hiền khia tiếp 30 giây đó, màu đẹp cực kỳ đẹp luôn ha. Share là được thưởng chị ơi. Chà, công ty Lichat sẽ based on những cái share của mọi người để mà công ty Lichat sẽ pick, giống như tuần rồi thì cái người winners là chị Tina ha. Chị Tina nhớ cho em xin cái địa chỉ để mà ship về nha chị Tina. À, mọi người ơi, cái tuần trước đó là Hiền làm cái mẫu này, mọi người có xem chưa, lên xem lại nha, cái mẫu này cũng rất là đẹp luôn đó. Còn nếu mà mọi người chưa có subscribe vào cái kênh YouTube của Hiền á, vào đây nha.
Hiền phạ Nails Art Tutorial by Henry nha. Nha cho mọi người. Hello, trời ơi, có Vincent vào xem nữa kìa. Idol vào xem. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ màu xanh nha mọi người. Cái màu xanh này là 196 nha mọi người. À 99 chứ. Màu màu green là 196. Màu xanh, màu blue này là 199. Màu hồng là 200. Màu vàng là 201. Cái này tất cả là cũng đều từ Perfect Match nha. Hiện không có làm, chưa có, không có xài màu màu pencil nha mọi người. Mất tờ hiện. Màu xanh số 199 chị ơi. Màu xanh số 199. Và cây cọ hiện đang vẽ là cây cọ số 4 của công ty Lichap luôn nha mọi người. Cây cọ số 4 ạ. Rồi bây giờ mình làm như thế này rồi ha, bắt đầu hiện sẽ clear mỗi cái màu mình đi á là mình clear nha mọi người. Đây cái màu xanh đây mọi người, màu xanh. Màu xanh tên là Divin số 199. Mọi người xem cái số dưới đích chai của cái chai Perfect Match á, thì các anh chị sẽ order chuẩn nhất ha. Rồi cái màu hồng là số 200. Màu này hiện xài mùa hè, hiện xài nhiều lắm luôn. Số 200. Rồi màu màu vàng là số 201. Và màu xanh là số 196. Rồi, hôm nay Vincent vào xem là hiện trúng số rồi đó. Đúng rồi đó chị Tina. Trời ơi, Vincent hôm nay rảnh vào xem em là em trúng số nè. Rồi bây giờ Hiền sẽ đầu, Hiền sẽ ủng hộ bạn Hiền hả? Rồi bây giờ Hiền sẽ separate ra nha. Separate cái màu ra nha. Đi nhẹ thôi. Tại cái lằn đen kia mình đã đi dày rồi. Thì bây giờ mình đi cái lằn nhỏ thôi nha mọi người. Thì mình đi nhiều quá đó. Thì nó sẽ bị... thì nó sẽ bị... nhiều lằn đen quá nó không đẹp ha. Đó, nhẹ nhàng thôi. Không cần gì nhiều. Không cần gì nhiều cả. Mọi người ai chưa xài hàng của Perfect Match thì nhớ mau lẹ lẹ đi mua về xài thử nhé. Sẽ thấy được sự chuẩn và chính xác khi mà sơn như thế nào nhé. Hôm nay mình bị không thấy đường nhiều nè. Rồi, xong ha. Thì Hiền sẽ cho vào Hiền khi một tí xíu nữa. Để Hiền vẽ dưới này một tí xíu. Một cái lằn tròn dưới này nữa đi cho nó đẹp. Bữa nay ngọn gió nào thổi Vincent vô đây vậy trời? Cái ông Vincent này. Ông Vincent này, ông sáng tác nhạc cũng hay lắm nha mọi người. Hiện đang chuẩn bị thu một cái bài nhạc của ông Vincent đó. Rồi, Hiền cho vào đây, Hiền kia 30 giây. Cái này. Giọng nó dễ thương vậy chèn. Dễ thương không chị? Hiền lại cái màu đen chỗ này nó không đẹp. Hiền chùi nó clean luôn tí xíu. Cái màu này Hiền sơn chuẩn lắm nha mọi người, sơn xong là nó dính cái đó đó. Ok. Rồi bây giờ Hiền Hiền sẽ chấm màu trắng một tí xíu vào đây. Chấm một tí xíu màu trắng vào đây. Cho nó lạ lạ. Chấm một tí xíu màu đen vào đây cho nó lạ lạ. Trắng chứ lộn, nó lộn màu trắng. Ốc sáng tác giỏi lắm nè. Megan here, hello Megan. Mẫu nào hoành tráng? Trời ơi, mẫu gì mà hoành tráng? Đập vô mặt vô rình hả? Dễ sợ không? Megan ơi, Megan khỏe không? Cái trip, cái mọi người có xem qua cái video mà Hiền làm drip này chưa? Có những cái mẫu mà Hiền làm mấy cái neon pigment này đó nè mọi người. Nhớ vào cái kênh YouTube của Hiền nha, Nails Art Tutorial by Henry nha. Rồi có cái mẫu này nữa,
cái mẫu này nữa nha mọi người, bên trên YouTube thì có nhiều lắm nha. Rồi những cái mẫu đơn giản này, collection đơn giản này ha. Rồi bên cạnh đó mình có thêm, à thì có hướng dẫn các anh chị cách làm màu chrome á, màu chrome mà không cần phải có chrome màu á, thì các anh chị nhớ vào xem nha. Ở trong cái YouTube của Hiền á có mấy cái cách hướng dẫn làm chrome màu này nè, mọi người vào xem nhé. Rồi bây giờ mình xong rồi ha, thì bây giờ mình sơn cái top coat lên thôi nha. Mọi người muốn xem, ok mình làm top coat. Cái màu của Perfect Match á mọi người, cái pigment rất là chuẩn luôn, cho nên mọi người vẽ cũng rất là đẹp luôn ha. Cho nên là thấy nãy giờ Hiền vẽ không, cái màu nó rất là chuẩn, nó không chạy, nó giống như là cái pastel luôn gì đó, mà sơn cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó rồi bây giờ Hiền khi 30 giây nha. Rồi các anh chị ơi, mọi người đã share đầy đủ chưa? Em chúc mừng chị, em chúc mừng chị Tina nha. Chị Tina đã trúng thưởng của tuần trước. Rồi hy vọng là tuần sau mọi người vào xem nha, để Hiền announce một cái các anh chị là cái người winner tiếp theo nhé. Là người winner tiếp theo là tuần sau Hiền sẽ announce nha các anh chị. Tuần này thì là chị, tuần trước là It's your kind of art. Thank you Megan. Megan, I miss you. I miss you so much. Miss hanging out with two little girls, my favorite girls. Okay, so we are finished with the design. There you go. Hiền đang sơn cái mat cho các anh chị xem. Đó. Hiền rất là thích vẽ những cái mẫu như vậy luôn đó mọi người. Bây giờ Hiền xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã vào xem. Thì tuần trước cái winners là chị Tina ha. Chị Tina nhớ cho em xin cái địa chỉ của chị nha chị. Đó. Đẹp ha. Dễ thương. Địa chỉ để em ship. Rồi đây là những cái màu mà Hiền xài nha mọi người. Hiền xài là cái màu mà deep á là Hiền xài màu trắng. Màu trắng sơn ở dưới để rồi sơn sơn màu trắng xong á thì sơn deep ombre gel. Sơn deep ombre gel xong. Ô hai hai bé Ngọc đẹp. Hello Anna Nguyễn. Rồi bây giờ mình sơn màu ombre cho xong, mình clear xong á mình dip vào màu bột như thế này thì các anh chị sẽ được cái ombre màu vàng như thế này ha. Thì rồi xong là cái ombre cái thứ hai mà Hiền vẽ cái color block này á là Hiền vẽ bằng mấy cái màu này nha. Đó Hiền vẽ bằng mấy cái màu này nè các anh chị. 201 màu vàng ha. Màu 200 là màu heat drop, màu màu hồng ha. Rồi màu xanh là màu 199 ha. Rồi màu green là màu 196. Đó. Rồi, Hiền cảm ơn các anh chị đã vào xem, cảm ơn rất là nhiều. Thì tuần sau 10 giờ thứ năm Hiền dẫn vào livestream trên đây để mà hướng dẫn các anh chị những cái mẫu khác. Rồi Hiền sẽ announce cái người winner của tuần này. Rồi Hiền cảm ơn các anh chị rất rất là nhiều đã vào xem và hẹn gặp lại các anh chị vào thứ năm tuần sau. Nếu mà các anh chị chưa có subscribe cái kênh YouTube channel của Hiền thì subscribe giùm Hiền. Đó là Hiền Nails Art Tutorial by Henry. Đó, đây là các anh chị Nails Art Tutorial by Henry. Để Hiền sẽ upload lại những cái mẫu này vào cho các anh chị xem nha. Rồi, bây giờ Hiền cảm ơn các anh chị và cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thank you so much for watching and coming and join the live with me tonight. See you guys next week, Thursday at 10 p.m. Bye mọi người. Cảm ơn mọi người. Good night, good night.